Đại tính Visakha. Này hiền đệ, đại đức Ananda nói tiếp, khi nàng Visakha trình bày tất cả sự thật liên quan đến sự hiểu lầm thì cha chồng không biết phải phản ứng ra sao, chỉ ngồi cúi đầu im lặng. Các vị bô lão lựa lời giải hòa: "Ôi thưa ông Bá Hộ, sự thật đã quá rõ ràng và cũng chứng tỏ cháu Visakha chẳng những vô tội mà còn là một dâu hiền đáng quý." Ông Bá Hộ xin lỗi con dâu về sự hiểu lầm của mình. Nàng nói: "Thưa cha, giờ thì con được chứng minh là vô tội, do đó con xin phép được trở về quê cha mẹ của con." Ông Bá Hộ năn nỉ: "Thôi, con đừng buồn phiền nữa, chẳng qua chỉ là sự hiểu lầm, con chớ để tâm hờn trách." "Thưa cha," nàng Visakha nói, "lúc con còn ở nhà thì có cơ hội làm phước nghe pháp. Từ ngày con về đây thì mọi thiện sự và truyền thống tín ngưỡng đều bị đình chỉ. Con cảm thấy buồn thấm thía. Nếu cha cho phép con được tiếp tục những thiện sự để thể hiện đạo tâm và truyền thống tín ngưỡng thì con xin được ở lại hầu cha mẹ và chồng yêu quý của con. Bằng không thì con xin trở về nguyên quán." "Con của cha, con cứ tiếp tục làm phước, thể hiện đạo tâm và tín ngưỡng của con một cách tự do. Cha hứa sẽ không trở ngại, mà chồng của con chắc chắn cũng tán đồng." Khi được cha chồng cho phép, nàng Visakha vô cùng sung sướng, như cỏ héo gặp mưa. Thật vậy, không có gì khiến người thiện quan hỷ bằng khi được tự do hành thiện, mừng hơn đào được vàng. Sáng hôm sau, nàng Visakha cung thỉnh Đức Tôn Sư và Chư Tăng về nhà thọ trai. Sau phần ngọ trai là phần phúc chúc và nói kinh quan hỷ. Nàng Visakha kính mời cha chồng đến diện kiến Đức Tôn Sư để nghe phúc chúc. Nể lời dâu, ông có mặt, nhưng trong thâm tâm thì chưa có thiện cảm. Đức Tôn Sư thấy rõ căn duyên ông Bá Hộ, nên ngài đề cập đến vấn đề nhân quả liên quan đến hai phương diện lý sự. Ngài dạy: "Những gia tài sự nghiệp, người thương đều giả tạm. Người đời phải bị chia lìa, bỏ lại tất cả và ra đi với hai bàn tay trắng. Chung cuộc là sự tiêu tán khổ đau. Nhưng những việc làm của thân, khẩu, ý thì theo ta như bóng với hình. Do đó, các bậc trí thức rất quý trọng thiện nghiệp và gia tâm tu đạo để dành hầu làm nơi nương nhờ và thọ dụng trong các kiếp sau. Người keo kiết là người không thức thời, như nông dân làm hư hạt giống, do đó giống cũ mất, giống mới không có. Gieo một hạt giống sẽ hái một chùm bông, cũng vậy gieo một nhân thiện sẽ gặt được một chùm phúc. Tài vật không biết sử dụng cho việc công ích sẽ vô bổ, vô dụng như khỉ được dừa, như ao sen giữa rừng hoang vắng. Người trí thức thì trái lại, sử dụng tài vật như một phương tiện sẵn sàng phục vụ công ích, hoặc tối thiểu phụng dưỡng mẹ cha, vợ con, thân quyến, người giúp việc, hoặc cúng dường các bậc chân tu, thì sẽ vô cùng lợi lạc, như khỉ được xoài chín, như ao sen giữa chốn thị thành. Người lập vườn ăn trái chỉ tưới nước dung phân dưới gốc, nhưng cành ngọn được hưởng trổ qua cái trái. Sông nào nước lưu thông thì trong sạch, ít lợi lớn, công dụng nhiều, năng lực rộng. Sông nào nước ứ động thì đục dơ, lợi ích nhỏ, công dụng ít, năng lực kém. Người ngu không dùng tài vật phục vụ công ích sẽ không có hiệu năng, như nước động ao tù. Người trí dùng tài vật phục vụ công ích
sẽ có nhiều hiệu năng như dòng sông nước chảy. Cùng cách bố thí thì có lợi ích lớn. Phước quả phải hội đủ 5 yếu tố: 1. Chuẩn bị chu đáo. 2. Hành động tích cực. 3. Hoàn tất hoan hỷ. 4. Người nhận đã hoặc đang chế phục sân hận. 5. Người nhận đã hoặc đang tận diệt si mê. Cùng cách bố thí như trên sẽ có phước quả vô lượng như nước biển. Này các Phật tử, một hôm vua Basenadi hỏi Như Lai: Bạch Thế Tôn, đệ tử nên bố thí cho ai? Như Lai dạy: Nên bố thí đến cá nhân hoặc đoàn thể trong sạch, bố thí đến người có giới đức. Người thọ thí ví như ruộng, người bố thí và vật thí ví như hạt giống. Hạt giống tốt nhưng ruộng không tốt thì vẫn thất bụng. Đức Tôn Sư kết luận: Cho nên người trí không bao giờ dám khinh thường, cho rằng tội phước chút ít không đáng là bao. Hãy xem những giọt nước rời rạc nhưng cuối cùng đầy tràn miệng chậu. Người tích lũy thiện hoặc ác chung quy rồi cũng phải có quả. Lời chúc tụng hôm ấy như ánh sáng nhiệm màu chiếu vào tâm thức ông Bá Hộ. Ông quỳ lại dưới chân Đức Tôn Sư, bày tỏ sự quan hỷ và tán thán: Bạch Đức Thế Tôn thật là di diệu, thật là sáng tỏ, như lật ngửa chậu úp, như mở cánh cửa đóng, như chỉ lối kẻ lạ đường, như soi sáng chỗ tối để người có mắt trông thấy. Đệ tử phát nguyện trọn đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, và tình nguyện sống cuộc đời lý tưởng đạo đức. Đại đức Ananda kể tiếp: Đại hiền đệ, bắt đầu hôm ấy, ông Bá Hộ thương quý nàng Visakha trên hai phương diện, vừa là vô hiện, vừa là mẹ đạo. Ông công khai gọi Visakha là mẹ Migara trong hầu hết các cuộc nói chuyện. Do đó, danh từ mẹ Migara trở nên phổ thông trong quần chúng. Để làm loãng danh từ mẹ Migara, nàng lấy tên ông nội đặt tên đứa con trai đầu lòng. Nhờ gia đình đồng tín ngưỡng nên nàng Visakha rất lấy làm mãn nguyện. Nàng cung thỉnh Đức Phật và Chư Tăng hàng trăm vị mỗi ngày đến nhà thọ trai. Biển không chê nước, bậc hiền trí không chán nghe lời lành, người chánh tín không no công đức. Suốt thời gian Đức Tôn Sư ngụ tại Savatthi, nàng đi chùa mỗi sáng và chiều. Nàng rất thông cảm tâm lý các vị thanh niên tăng, nhất là các vị sa di nhỏ tuổi, nên mỗi khi đến chùa đều có mang theo thức ăn sáng hoặc nước uống chiều để cúng dường. Công đức của nàng phổ cập rộng sâu, hai giới xuất gia và tại gia đều gọi nàng là đại tín nữ. Danh từ này thật xứng đáng với đạo tâm và công trình hộ pháp của nàng. Một lần sau khi dự lễ trở về, nàng Visakha ghé chùa lễ Phật, nhưng sực nhớ mình đang trang điểm quá lộng lẫy sang trọng, nàng cởi áo choàng trao cho cô gái giúp việc, nhưng xui khiến cô giúp việc bỏ quên áo choàng trong chùa. Đức Tôn Sư dạy tôi đem cất áo ấy, chờ sáng hôm sau sẽ trao trả nàng. Nhưng một chập sau, cô giúp việc trở lại, thái độ vô cùng hoảng hốt. Tôi bảo cô ta hãy mang về cho chủ, nhưng cô ta cứ quỳ trước mặt tôi, giọng nói run run như muốn khóc. Bạch Đại Đức, cô chủ con có dặn, nếu Đại Đức đã đem cất thì đệ tử không được mang về, vì cô chủ con rất kính trọng Đại Đức, do đó cô chủ con không dám mặc món đồ mà Đại Đức đã đụng đến. Tôi nói đây là món nữ trang quý giá, tôi cất giữ sao tiện. Cô cứ nhận đem về và nói bần đạo bảo làm như vậy, chắc cô chủ không nỡ la rầy cô đâu. Bạch Đại Đức, cô chủ con dặn cúng dường, Đại Đức tùy nghi sử dụng. Bần đạo nhận để làm gì? Cô giúp việc buộc lòng phải nhận lại món đồ, vừa đi vừa khóc vì sợ cô chủ bắt tội. Nàng Visakha thấy tình cảnh ấy thì đoán được nội vụ. Này em, Đại Đức Ananda cất đồ nữ trang của chị phải không? Thưa cô, dạ phải. Nhưng tại sao em khóc? Con tự thấy không xứng đáng với lòng tin yêu của cô.
con biết món đồ ấy đắt giá hơn sinh mạng của con, cả gia đình và dòng họ nhà con. Cô ta vừa nói vừa khóc nức nở. Này Tsushima, em đừng khóc nữa. Chuyện em quên chị đâu có bắt lỗi, thỉnh thoảng chị cũng quên như em vậy. Còn món đồ nữ trang tuy quý giá nhưng nó đâu quý bằng sinh mạng của em. Nó mất ta có thể làm mới hoặc đôi khi còn tìm lại được, nhưng sinh mạng của em một khi đã mất thì không thể làm mới hoặc tìm lại được. Em tin yêu của chị, điều em dám đem sinh mạng đánh đổi món đồ đã mất làm chị xúc động. Em hãy yên lòng, giả lại ánh sáng chánh pháp đã cho chị thấy rằng mạng sống con người là vật có giá trị tuyệt đối, không thể lấy ngoại vật so sánh. Hơn nữa, em là người tin yêu của chị, giỏi giang, đảm đang, thành thật với chị trước mắt cũng như vắng mặt. Tóm lại, em có nhiều đức tính cao đẹp đáng quý. Sự lầm lỗi nhỏ mọn này, nếu đem so với những đức tính cao đẹp của em thì quả thật không đáng để em bận lòng. Này hiền đệ, nàng Visakha vừa dứt lời, cô giúp việc khóc thét lên vì quá cảm động. Hai tay ôm chân nàng Visakha, vừa úp mặt vừa khóc để nói lên sự vô vàn biết ơn và sự tuyệt đối thương kính chủ. Nàng Visakha đỡ cô ta đứng dậy, cô ta ngước nhìn chủ trong nước mắt. Đêm ấy nàng Visakha suy nghĩ thật nhiều. Nếu tiếp tục dùng món đồ nữ trang quý giá ấy, không được để dành. Cuối cùng nàng quyết định đem bán lấy tiền làm phước, nhưng không ai đủ tiền mua. Nàng phải xuất tiền mua lại với 9 triệu nén vàng. Với số tiền này chỉ đủ cất chùa, nàng phải thêm 9 triệu nữa để tổ chức khánh thành. Vị trí ngôi chùa nằm về hướng đông của kỳ viên tịnh xá nên được mang tên là Bubarama, Đông Phương Tự. Đức Tôn Sư đã từng an cư kiết hạ tại đây 6 lần. Nàng rất kính và thương Chư Tăng. 8 điều thỉnh nguyện sau đây đủ chứng minh tánh tình quảng đại và đạo tâm kiên cố ấy. 1. Xin dâng y tắm mưa đến Chư Tăng. 2. Để bác những vị mới đến. 3. Để bác những vị sắp đi xa. 4. Cúng dường thực phẩm đến những vị sư lệnh. 5. Cúng dường thực phẩm đến những vị nuôi bệnh. 6. Cúng dường thuốc men. 7. Cúng dường lúa mạch. 8. Dâng y tắm mưa đến Tỳ Kheo Ni. 8 thỉnh nguyện này đều được Đức Thế Tôn chấp nhận. Do đức độ bao dung, phẩm hạnh trang nghiêm, đạo tâm dõng mạnh, nàng được xem như một công trình đóng góp quan trọng trong các lĩnh vực Phật sự, và cũng là một đại thí chủ hộ pháp đắc lực của phái nữ thời Đức Phật. Đôi khi Đức Phật dạy nàng đi giảng hòa những mối bất đồng trong ni chúng. Phật lực. Cũng tại ngôi Đông Phương Tự này, một buổi chiều, Đức vua Basenadi vào bái kiến Đức Tôn Sư và đang ngồi hầu chuyện thì có một số du sĩ các hệ phái khoảng 30 vị đi ngang qua, lông lá đầy mình, tóc tai dài thượt. Nhà vua đứng dậy cung kính và tự giới thiệu: kính chào chư vị, trẫm là vua Kosala Basenadi. Khi các vị ấy đi qua, nhà vua trở lại hầu Phật bạch: bạch Đức Thế Tôn, các vị ấy có phải là bậc A-la-hán hay không? Muôn tâu, người phàm còn ham thích khoái lạc vật chất thì khó mà nhận diện được ai đã đắc quả A-la-hán, ai chưa. Muốn biết người tốt hay xấu phải dùng trí tuệ nhận xét vô tư. Vì rằng qua đàm thoại ta biết được trí tuệ, qua hành động ta biết được liêm chính, qua nguy biến ta biết được can trường. Để bảo đảm cho sự hiểu biết này phải dùng đến yếu tố thời gian và trí tuệ nhận xét. Này hiền đệ, Đức Tôn Sư quả thật khiêm tốn khi giải thích như vậy. Câu giải thích này như sen không thấm nước. Vì nếu Đức Tôn Sư nói trắng các vị ấy không phải A-la-hán thì tỏ ra tự tôn, bằng cho là phải thì vừa tự ti vừa không thành thật. Đức Tôn Sư vừa dứt lời, vua Basenadi vô cùng quan hỷ, vua tán thán: bạch Thế Tôn thật là phi thường, thật là di diệu, quả thật Đức Tôn Sư là bậc toàn tri diệu giác.
vì những vị đạo sĩ ấy là bậc thám viên của đệ tử. Đức Tôn Sư ứng khẩu: người hành đạo không nên có xảo thuật, không nên sống ý lại vào kẻ khác, không nên cố gắng bốc đồng vô ý thức. Hãy sống cuộc sống thật sự nội tâm, không nên đoán người qua hình thức, không nên tin lòng người sơ kiến. Vì gỗ đất tham khi được mạ vàng thì hình thức sẽ bị đồng hóa, có phân biệt. Đức Tôn Sư cũng thường dạy các tỳ kheo: này các tỳ kheo, mục đích Như Lai hành đạo không phải dối đời, không phải để được tôn sùng, không phải để có lợi lộc danh vọng, không phải để trở thành giáo chủ, mà mục đích hành đạo là để thúc liệt Savanna, để dứt bỏ Bahana, để chán nản Viraga, để tịch tịnh Nirodha. Này hiền đệ, Đại đức Ananda kể tiếp: tôi xin trở lại câu chuyện nàng Visakha. Một hôm, mặt mày bơ phờ, tóc tai ướt át, vừa đi vừa khóc, nàng đến chùa bái kiến Đức Tôn Sư, báo tin buồn vì cái chết đột ngột của đứa cháu gái mà nàng vô cùng thương mến, vì tư chất thông minh, ngoan hiền và là một cộng sự viên rất đắc lực trong các công tác phước thiện. Nàng nghẹn ngào kể lể: bạch Đức Thế Tôn, đệ tử vô cùng đau đớn, nó chết kể như đệ tử mất một cánh tay. Đệ tử không làm sao tìm được một đứa cháu hiền, một cộng sự viên giỏi, một người bạn tốt như vậy. Này Visakha, trong thị trấn này có bao nhiêu dân số? Bạch Thế Tôn, có rất nhiều người. Nếu họ đều hiền giỏi và hiền như Sudati, cháu gái ngươi, thì ngươi có thương không? Bạch Đức Thế Tôn, có. Có bao nhiêu người chết trong một ngày? Bạch Thế Tôn, có nhiều người. Này Visakha, như vậy thì mỗi ngày ngươi phải nhiều lần bơ vờ ủ dột, khóc lóc tiếc thương, hai hàng lệ chảy vì cái chết của những người ấy. Visakha này, thương yêu là nguyên nhân khổ não, do đó thương yêu nhiều, khổ não nhiều, như lửa càng tăng thì nóng càng gắt. Lãnh hội được Phật ngôn, nàng Visakha với sầu bớt khổ, tâm trạng trở lại bình thường. Nàng là bậc thánh nhập lưu nên chỉ có giới kiên cố, phần định và huệ thì chưa, do đó thỉnh thoảng cũng quên mình. Này hiền đệ, nơi nào có thương yêu, nơi đó không có an tịnh, cũng như nơi nào có giông gió, nơi đó mặt nước phải chao động. Người đời chỉ thực sự an tịnh khi bình tĩnh đón nhận nghịch cảnh và tự chế trước thuận cảnh, hoặc ít ra không phủ nhận nghịch cảnh. Nàng Visakha có hai nữ bằng hữu là Sabhavasa và Subhida. Sau mỗi lần nghe pháp, ba người rủ nhau đi quanh chùa vấn an và tìm hiểu nhu cầu tứ sự của chư tăng để chung lo hộ độ. Một hôm vấn an một vị tỳ kheo bệnh, biết được nhu cầu cần có một tô nước súp để làm phương trị liệu, nàng Subhida đật đật về nhà nhờ người giúp việc mua thịt. Nhưng rủi hôm ấy là ngày 30, chợ không bán thịt. Phần nhớ đến hình dáng vô cùng tiều tụy của vị tỳ kheo, phần nhớ Phật ngôn rằng phục vụ người bệnh là phụng sự Đức Phật, nàng quyết định lấy dao bén tự tay xẻo thịt của mình nấu súp, rồi sai người giúp việc đem dâng vị tỳ kheo bệnh. Còn nàng tự tay băng bó vết thương và nằm vùi trong phòng. Chồng nàng về không thấy vợ ra đón như mọi khi, bèn vào phòng ân cần thăm hỏi. Khi biết rõ sự tình, thay vì giận vợ và vị tỳ kheo bệnh, chàng lại vô cùng hoan hỷ vì thấy vợ có đức tin dũng mãnh, dám lóc thịt nấu súp cúng dường. Chàng lập tức đến Kỳ Viên Tịnh Xá cung thỉnh Đức Tôn Sư và chư tăng thọ trai ngay hôm sau tại Tư Gia. Đến nhà không thấy nàng Subhida, Đức Tôn Sư phán hỏi: được chồng nàng cẩn bạch là nàng đang bệnh. Đức Tôn Sư dạy đỡ nàng đến diện kiến. Khi nàng cúi đầu đỉnh lễ, Đức Tôn Sư phúc chúc: xin cho nữ đạo hữu được an lành. Ngài phán vừa dứt thì lạ thay, vết thương lành ngay tức khắc, và toàn thân nàng da thịt lại càng tươi thắm, hồng nhuận hơn trước. Quả thật Phật lực phi thường,
Nhân câu chuyện này, Đức Tôn Sư chế định giới luật: tỳ kheo dùng thịt không quán tưởng phạm tác ác, nên là thịt người thì phạm ưng phát lộ. Này Hiền Đề, một sự kiện khác biểu tượng Phật lực vô cùng màu nhiệm, đó là tín nữ Subhavasa. Nàng mang thai 7 năm 7 tháng và chuyển bụng 7 ngày, đau đến tắt thở từng hồi. Nhưng nhờ có đức tin vững chắc và lòng trong sạch tuyệt đối nơi Đức Tôn Sư, nên trong giờ phút thập tự nhất sanh, mạng sống mỏng manh như sợi chỉ mảnh treo chuông ấy, nàng ngỏ ý nhờ chồng đảnh lễ đôi chân hạnh phúc Đức Tôn Sư và thay lời bạch hộ rằng: bạch Đức Thế Tôn, nữ đạo hữu Subhavasa mang thai 7 năm 7 tháng và chuyển bụng 7 ngày, nàng chịu vô vàn thống khổ đến phải ngất lịm từng hồi, mạng sống không còn bảo đảm. Nàng ngưỡng vọng Đức Thế Tôn và xin cúi đầu đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn phúc chúc, xin cho tín nữ Subhavasa được an lành hết đau đớn. Liền khi ấy, nàng hết đau đớn và sinh con rất dễ dàng, cả mẹ con đều được vuông tròn. Chồng về tới thấy vậy vô cùng mừng rỡ, không hẹn mà vợ chồng cùng ứng khẩu: ân đức Phật vô lượng, ân đức Pháp vô lượng, ân đức Tăng vô lượng. Ít lâu sau, nàng nhờ chồng cung thỉnh Đức Tôn Sư và chư Tăng quan lâm tư gia thọ trai 7 ngày. Nhưng Đức Tôn Sư đã nhận lời mời của một gia đình có nhiều thiện cảm và đại đức Mốt-ga-la-ná. Vì có sự trùng hợp, Đức Tôn Sư bèn dạy đại đức Mốt-ga-la-ná đến tận nhà thí chủ hỏi xem có thể dời đến tuần sau hay không. Nếu có sự trở ngại và không thể dời được thì Đức Tôn Sư không thể nhận lời mời của nàng Subhavasa. Dâng lời Phật dạy, đại đức Mốt-ga-la-ná đến nhà thí chủ thuật lại tự sự. Thí chủ bạch: bạch đại đức, nếu đại đức bảo đảm được ba điều kiện thì tôi sẽ vui lòng xin nhường. Ba điều kiện ấy là: một, gia tài sự nghiệp của tôi sẽ không bị tiêu tán; hai, tôi còn sống đến tuần tới; ba, đức tin không bị sức mẻ. Đại đức đệ nhất thần thông im lặng giây phút: này đạo hữu, hai điều kiện trước bần đạo bảo đảm lấy, thí chủ bằng lòng về đến tuần sau. Đức Tôn Sư và các bậc thánh nhân vô lậu thọ trai suốt 7 ngày. Đến ngày thứ 7, Đức Tôn Sư phán hỏi: này Subhavasa, 7 năm 7 tháng mang thai nặng nhọc và suốt 7 ngày chuyển bụng khai hòa, đau đớn cùng cực, ngất liệm từng hồi, vậy nàng còn muốn có con nữa không? Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử muốn được 7 đứa con như vậy nữa. Đức Tôn Sư dạy: này Subhavasa, định luật là vậy: vật không vừa lòng thì liên hệ với người mình vừa lòng, vật không thương thì liên hệ với người mình thương. Sự khổ ẩn trong hình thức vui, do đó người đời rất dễ bị quên mình, thất niệm. Này Hiền Đệ, đại đức Ananda kể tiếp: cũng tại Savatthi này có rất nhiều sự kiện liên quan đến Phật hành, nhưng tôi chỉ xin kể thêm một câu chuyện nữa thôi, gọi là bồi đắp đức tin và sự ngưỡng vọng của đệ. Câu chuyện như vậy: cuối sơ thời và đầu trung thời, tính theo lịch trình khai đạo của Đức Thế Tôn, thuở ấy là thời kỳ vàng son cực thịnh của chánh pháp, do ánh thái dương soi sáng khắp nơi, khiến quần chúng quy ngưỡng chánh pháp như trăm sông đổ về bể cả. Ngay đến đệ tử các hệ phái cũng bỏ đạo quy y Tam Bảo, tạo nên một phong trào đổi đạo chưa từng có trong lịch sử Ấn Độ. Do đó, giáo chủ các hệ phái liên kết nhau mưu tìm biện pháp đối phó. Giai đoạn đầu, họ phát động chiến dịch tuyên truyền bằng cách chia ra nhiều đoàn tuyên dẫn, đứng tại ngã tư, ngã ba đường, các trục giao thông quan trọng hoặc tại những địa điểm đông dân cư, đồng loạt kêu gọi với một luận điệu thống nhất: thưa đồng bào, nếu Đức Sa Môn Cồ Đàm là Phật Tổ thì chúng tôi cũng là Phật Tổ, nếu Ngài là giáo chủ thì chúng tôi cũng là giáo chủ. Sự cúng dường Sa Môn Cồ Đàm được phúc quả nhiều thế nào thì sự cúng dường chúng tôi cũng được phúc quả nhiều thế đó.
Chiến dịch tuyên truyền này hoàn toàn thất bại. Tiếng hô hào của họ bị lạc lõng như tiếng nói giữa sa mạc. Kết quả hoàn toàn trái ngược. Đệ tử thuộc thành phần trí thức của họ cảm thấy xấu hổ, trơ trẽn nên bỏ đạo. Thành phần chưa có cảm tình với họ thì trở nên chán ghét. Thất bại trên phương diện tuyên truyền, họ họp mật để thảo bàn kế hoạch. Một người trong nhóm tương đối sắc bén, giả hoạt phát biểu: "Thưa các ngài, trên đời có trăm mưu ngàn kế. Kế hoạch này thất bại, ta áp dụng kế hoạch khác. Công khai không được thì âm thầm, cường văn không được thì nhu hòa. Tôi đề nghị chúng ta nên dùng mỹ nhân kế, vừa nhẹ nhàng vừa hiệu lực. Nếu không kết quả trên mặt thực chất thì chúng ta sẽ thành công trên mặt dư luận. Tôi còn nhớ trong hàng đệ tử chúng ta có nàng Kincha, đẹp như tiên Nga ngọc nữ. Nếu nàng thướng giúp thì kế hoạch chắc chắn sẽ thành công." Đề nghị này được toàn thể tán đồng. Ngay lúc ấy nàng Kincha cũng vừa đi tới. Vì có dụng ý trước nên các vị giáo trà im lặng, không nói một lời và cũng không buồn nhìn mặt nàng. Trước thái độ ấy, nàng hết sức kinh ngạc, khó chịu và tủi hổ. Nàng thưa: "Thưa các ngài, đệ tử không biết mình có hành động bất xứng thế nào khiến các ngài xem đệ tử như người xa lạ. Xin các ngài thương tình chỉ dạy để đệ tử ngăn ngừa về sau." Chụp được thời cơ, một vị trong nhóm lên tiếng, giọng nói áo não: "Này tín hữu, tín hữu thật là vô tình. Tín hữu không cần biết đến sự đau khổ của chúng tôi. Chúng tôi đang bị ông Sa Môn Cồ Đàm làm cho danh bại thân liệt và gây thảm hại toàn bộ cơ sở vật chất tinh thần. Thế mà tín hữu có ngó ngàng gì tới?" "Thưa các ngài, nhà nghèo thì mới hay con thảo, nước loạn thì mới biết tôi trung. Con là đệ tử thì sự đau khổ của các ngài cũng là sự đau khổ của con. Nhưng con là phận nữ nhi thì biết liệu phương gì để giúp các ngài đắc lực. Xin các ngài chỉ dạy. Nếu có thể được thì con xin tình nguyện làm bất cứ những gì mà khả năng con cho phép." Thấy kế hoạch có hiệu quả, các vị ấy nhờ nàng tiến hành mỹ nhân kế. Nàng bằng lòng vô điều kiện. Thoạt tiên nàng tạo sự hoang mang, nghi ngờ trong hàng Phật tử bằng cách mỗi chiều chờ Phật tử nghe pháp ra về thì nàng đi vào chùa. Có ai hỏi đi đâu thì nàng trả lời lấp lửng rằng: "Các vị tìm hiểu chuyện người khác làm gì?" Hoặc sáng sớm nàng vô chùa trước, chờ đến giờ Phật tử vào chùa thì nàng ngược chiều đi ra. Và nếu có ai hỏi thì nàng cũng úp mở trả lời rằng: "Chuyện nàng ăn đâu ngủ đâu nào có liên hệ chi đến họ mà lý sự." Hành động này được tiếp diễn đều đặn suốt 2 tháng đầu như một Phật tử ngoan đạo chân chánh. Giai đoạn thứ hai, nàng dùng đòn phép tinh vi hơn, táo bạo hơn. Đó là lời xác nhận bán chính thức của nàng. Mỗi khi được hỏi đến, nàng nói: "Quý vị, cũng như đức vua Bá Xê Na Đí đi chùa sớm hôm, cúng dường lễ bái đức Sa Môn Cồ Đàm lâu nay, chắc các vị biết người yêu của ông ta chứ?" Một số người non lòng nhẹ dạ, tò mò tìm biết, thì nàng giải thích bằng luận điệu vô cùng nguy hiểm rằng: "Đức Phật là người đã từng hưởng thụ mọi thứ khoái lạc vật chất, nhất là dục lạc, thì tránh sao khỏi những phút giây yếu lòng. Chính lúc ấy tôi là người diễm phúc, được Ngài để dạy yêu thương. Sự đi đứng bất thường của tôi cũng chỉ nhằm bảo vệ tình trạng lén lút ấy." Câu kết luận này là chất bồi và đống lửa dư luận đang âm ỉ cháy. Nhóm ngoại đạo muốn đốt giai đoạn bằng cách tạo thêm sức gió, rỉ tai thổi mạnh ngọn lửa dư luận nhằm thiêu rụi toàn bộ uy tín và đạo nghiệp của Đức Phật. Này hiền đệ, chính cá nhân tôi cũng nóng lòng và chua xót. Thấy tôi phiền não, Đức Tôn Sư dạy: "Này A Nan, người bốc phẫn bôi bẩn mặt trăng sẽ gánh chịu 2 hậu quả. Một là tai họ dính phẫn, 2 là sự thất bại ê chề khi họ bị phẫn đó rớt xuống đầu cổ thế nào. Người ác ý muốn hãm hại Như Lai cũng sẽ mang lấy hậu quả trầm trọng như thế đó." Bắt đầu tháng thứ 4, nàng lấy giải cũ buộc bụng và cứ động thêm mỗi tháng. Do đó bụng nàng cứ to dần. Đến tháng thứ 8, thứ 9, nàng tự dần bàn tay, bàn chân cho sưng lên và động bụng bằng khúc cây tròn
như sắp đến ngày khai hoa nở nhuyễn.